Anh em đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Hôm nay quay kỹ thuật nuôi cành và cắt giật cho cây bonsai nha anh em. Đó, cách nuôi cành và cách cắt giật nè. Nói cắt giật cho mấy anh em mới tập chơi hiểu về cái vấn đề cắt giật nha, kỹ thuật nuôi cành và cắt giật nha. Đây, đó, điển hình như mấy cây khế này là cắt giật nha anh em. Đó, cắt giật là như thế nào? Đây, cái cành nè, cái cành những cái đây là cành số 1 nè, tới cây bài nè, cây cành số 1 cành phong. Đây là cành số 2. Đó, cành số 1 nè, điển hình như cành này là cắt giật nè. Đó, mình nuôi đối với cây bonsai khi nào mình nuôi cái cành nó lớn nha anh em. Đó, nuôi lớn thiệt lớn. Đó, cái cành này là hồi đó thả ra ngoài đây luôn. Lớn khi nào nó cân với cái cây. Đó, mình sẽ cắt đi. Đó, cái phần này mình cắt nè. Cắt và nuôi cành nhỏ lại, nuôi chuyền cắt kiểu đuôi ếch nha anh em. Đuôi ếch là phía trong nó bự nè, ngoài nó nhỏ nè. Đó, đây là kỹ thuật nuôi cắt giật. Đó, đây nè, cành này là cắt giật nè, phía này cắt ngang nè. Để ở trong đây nó bự, ở ngoài đây nó nhỏ. Đối với cây bonsai là vậy nha anh em. Cái cành phía trong nó bự, ở ngoài nó nhỏ. Đó, cành này cũng cắt giật nè. Đó, nuôi lớn lên. Đó, lớn cực lớn xong mình cắt ngang, mình lấy cái cành mồi tiếp theo nó nhỏ lại. Xong cái cành này mình cũng nuôi lớn xong mình cắt giật nữa nha anh em. Cắt giật, cắt chuyền á, gọi là cắt chuyền á, cắt từ từ. Đó, đối với cây bonsai. Đây, tiếp theo cây khế này cũng vậy nha. Đó, quay điển hình những cái cây cắt giật cho anh em xem. Đó, đây là những cái mặt cắt là mình cắt giật á. Phía trong nó lớn, phía ngoài nó nhỏ. Đó, mình nuôi lớn chừng nào nó cân với cái cây mình phải cắt ngang nha. Cắt ngang xong mình nuôi cái cành chuyền ra nữa. Đó, đây là kỹ thuật uốn cành, nuôi cành cắt giật cho cây bonsai. Đó, đây cành số 1 cũng vậy nè. Đó, đối với tất cả các cây bonsai đều vậy nha anh em, chứ không phải là riêng cây khế này không. Đó, tất cả các cây bonsai mình nuôi cắt giật nè. Đó, cắt chuyền, nuôi lớn thiệt lớn xong mình cắt ngang, mình lấy cái cốt phía trong. Đó, xong rồi nó sẽ ra tược, anh em cắt nó sẽ ra tược, xong mình lấy tược tiếp theo ra nữa. Đó, đó cắt giật. Đây tiếp theo, đây là cắt giật lực hơi nhất nè. Đó, đối với cây bonsai nuôi cắt giật nó mới đẹp nha. Cắt giật lần thứ nhất là cắt ngang đây nè, xong nó nuôi nó ra cái cành. Đó, nó ra cái cành xong mình chỉ chuyền ra một cái cành, nuôi thời gian nó lớn mình cắt giật tiếp luôn nha. Đây. Đây là cái phần cắt giật tiếp theo. Đây, mấy anh xem, mấy anh và mấy bạn xem là thấy nè. Đó, cái mặt cắt đây là mình cắt giật. Tất cả các cành đều giống nhau luôn nha. Đó. Cành số 1, cành số 2, đối với ngọn cũng vậy nha anh em. Đó, nuôi cân. Đó, sau đó mình cắt, mình mồi cái cành tiếp theo ra. Đó, đây là kỹ thuật nuôi cho cái cành bonsai nó mau lớn luôn nha. Đó, mình nuôi xong mình chừa cái tược mồi cho nó lớn nha. Đây là tược mồi nè. Đó, cho nó lớn thật lớn xong mình cắt ngang. Đó, khi nào cái cành nó cân á mình sẽ cắt ngang. Tại cái cây nè, lúc nào nó phát triển nó cũng hướng lên hết trơn á. Đó, mình thả cái tược cho nó lớn thật lớn. Nó thả cho nó hướng lên lớn thật lớn, khi nào nó cân thì mình hãy cắt. Đó, đối với cây này cắt lần thứ nhất đây nè. Đó, cắt mồi lần thứ hai nè.